quá rồi, rồi rồi. Tiếp con nữa rồi mọi người. Ui, ngon rồi. Con gì đây anh? Hả? Chú vào đây nè. Ui. Chết rồi, em vô tập đuôi rồi. Đấy, nó chạy chạy về bên này rồi. Vâng. Em vô tập đuôi. Anh từ dốc lên xem rồi đó. Ê, đâu? Đâu rồi? Tụi tôi. Đứng ở đây trông này. Không ra nhỉ? À, đuôi. Em thấy đuôi rồi anh ơi. Ai da. Chùi mới đau à. Chùi. Đừng có em hổ trâu đừng có vậy. Ui, nó nhảy vào cái ống nước này, ống nước dẫn phân hay sao ấy anh nhỉ? Bẩn tím được. Có tuyệt vời rồi. Anh. Ôi trời. Đuổi nó tít từ ngoài kia cho đuổi vào đây. Nó chui thẳng vào cái ống này luôn. Cái khu vực vườn này nè, à, người ta nói là gặp rất là nhiều rắn. Hôm nay anh em mình đi ra khu vực này để kiểm tra thì vừa đang kiểm tra thì hôm nay trời thì thời tiết nó khá là nắng. Ra là chắc là nó ra nó phơi. Okay. Cái để em lấy túi. Con này cũng được cân rồi mọi người ạ. Ui giời. Kìa ngay này. Con này được cân rồi. Có phân là có tiền, không phải no. Đây anh. Đấy. Ui. Con này ỉa hôi quá. Cái thùng bên anh vứt đâu à, móc đây. Nái em vứt đấy luôn rồi kìa. Bây giờ sẽ đi tìm tiếp ở cái khu vực này mọi người. Sao đây anh? Hả? Đây rồi. Có hàng cho mày này.
quá mày à. Con gì đấy? Làm gì làm gì? Thì hỏi đèn xì luôn. Quá đâu rồi. Chắc là một trăm rồi. Sâu rồi. Tiếp con nữa rồi. Lại tiếp con nữa rồi mọi người. Ui nó ngon. Ngon rồi. Đây con này. Con này đây luôn này. Ý mọi người thấy chưa? Đây này. Đang bò vào kìa, bóng nháy luôn. Cái con này nhìn kiểu này là khá là to luôn. Xong với con này là tiêu ra như thế nào. Cái gì rồi? Không có gì đâu nhé. Đấy. Nằm ngay đây. Đấy. Đấy, bây giờ mình đặt cái đấy nhé. Bình tĩnh. Úi kìa, cẩn thận chân. Từ, đây, úi. Úi, hổ mang anh ơi. Hổ mang. Bình tĩnh. Hổ mang không phải hổ trâu đâu. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh, từ. Vâng. Tự nguyên. Vâng. Tự nguyên đấy. Nó thừa sang bên kia rồi. Đưa đây cho anh. Đây, cầm đây. Rồi. Ôi, cái tiểu trâu ai người ra hổ mang. Đi rồi. Cẩn thận nha anh nhá. À, đây. Coi như bây giờ là nó đi đi. Đây là nó ra nắng phát là nó quay thì nó đi tìm chỗ nó chúi luôn. Kiểu như là cái ổ của nó ấy. Đấy. Khá là hùng dữ đấy. Tiếp kết. Khá là nhanh luôn anh nhỉ. Con này khá là to luôn này. Thấy chưa? Mọi người thấy răng nanh của nó. Thấy cái nanh của nó chưa? Mọi người thấy nanh của nó chưa? À, nanh của nó này. Đấy. Nó tiết độc ra luôn kìa. Đấy. Dòng này nó khá là nguy hiểm mọi người nhá.
Nghe được hai con, một con hổ trâu và một con hổ mang. Con này thì nó này nằm luôn ở dưới cái đống đá này, và hai nữa là ở bên dưới là nó có những cái hang của con chuột đấy, nên là nó vào trong đây là nó bắt chuột rồi là nó sống luôn ở trong đây luôn. Thấy dấu vết gì không anh? Dạ, con làm phải đi tới hết cái khu vực trong này đã. Mọi người ạ, con làng là tôi xin phép khép lại cái video này ở đây thôi, để anh em tập trung tìm kiếm tiếp ở cái khu vực trong vườn trong này. Nếu mà còn thấy thì lại tiếp tục quay cho mọi người cùng theo dõi nhé. Bây giờ xin chào tất cả mọi người. Dạ, con chào tất cả mọi người ạ.